những cái sự cởi mở trong tinh thần đoàn kết của cộng đồng, chúng ta sẽ chấp nhận những cái gì tốt, không có gì phải lo ngại cả. Nếu mà những cái người đó họ đưa ra những ý kiến tốt, hoặc là họ có đề nghị những cái chương trình hữu ích cho cộng đồng, thì chúng tôi chấp nhận, không có gì là xấu cả. Chúng ta là con người, chúng ta lầm lẫn, chúng ta make mistake, nhưng mà những cái nào mà chúng tôi thấy không đúng thì chúng tôi, ngay cả những người đó là những người bạn của chúng tôi cũng sẽ nói xin lỗi anh, đây không phải là đường lối của anh em xây dựng. Khi ra tranh cử đã hứa là như vậy thì bây giờ anh đưa ra những cái ý kiến đó tôi thấy nó không có hợp lý, thì chúng tôi sẵn sàng từ chối. Và như anh biết khi mà Kevin với lại Steven nói với tôi là cái liên danh xây dựng là một cái liên danh tôn trọng luật pháp, law and order, thì tôi rất là mà thích cái vấn đề đó. Tôi nghĩ mình đang sống trong một cái xã hội rất là văn minh, thì tại sao mình không theo luật pháp, mình không có một cái sự kiềm chế những cái ích kỷ của mình, mà mình lúc nào mình cũng muốn cái phần lợi về mình cả, thì tôi nghĩ cái đó không đúng. Và hơn nữa, có một điều mà tôi sẽ đề nghị với các anh em trong liên danh xây dựng, một khi chúng tôi đắc cử, là chúng ta sẽ có một cái chương trình, có một cái tổ chức check and balance, tức là kiểm soát và cân bằng. Như anh Steven, nếu anh có muốn làm một cái chuyện gì thì anh cần phải phối hợp lại tất cả những anh em trong liên danh để rồi lấy một cái ý kiến chung trước khi anh ta quyết định, giống như tổng thống và quốc hội. Anh thấy không? Đó là đường lối tôi sẽ đề nghị cái đường lối mình làm việc như vậy. Thì nếu mà mình có một cái sự kiểm soát chặt chẽ như vậy thì cái sự ảnh hưởng từ bên ngoài nó sẽ bị giới hạn. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm được. Tại vì như tôi đã nói với anh Kevin và anh Steven, anh em mình có thể làm chỉ một nhiệm kỳ, mình phải làm cho được. Nếu mà mình không làm được thì tôi nghĩ mình không nên giữ cái chức vụ mình để cho người khác làm. Chính vì lý do đó chúng tôi quyết định là sẽ thay đổi. Và chúng tôi, như tôi nói với anh Tom, là chúng tôi sẽ đặt ra những cái biện pháp, những cái chương trình mà chúng tôi thấy nó có thể kiểm soát được những cái ảnh hưởng xấu từ bên ngoài, để chia rẽ cộng đồng, để chia rẽ anh em chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng có một cái sự cởi mở trong đầu óc để mà đón nhận tất cả những cái ý kiến hay và thâu lượm những cái đề nghị của đồng bào mà quý vị ước muốn chúng tôi giúp quý vị thành tựu được những cái ước muốn đó. Và tôi nghĩ chúng tôi làm được. Thưa luật sư Tom, thưa quý đồng hương, cái ủy ban cộng đồng đại diện Houston là một ủy ban cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn phi cộng sản. Cho nên nếu mà liên danh xây dựng có thắng á, thì chúng tôi rất welcome, hoan nghênh tất cả các hội đoàn, quân đội, đảng phái chính trị tới nhóm chúng tôi để mà sinh hoạt chống cộng. Nếu mà liên danh xây dựng thắng thì cái ủy ban vận động, ủy ban đại diện cộng đồng kỳ này sẽ là một thành trì chống cộng vững chắc và là một hậu phương vững chắc cho phong trào đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Cho nên đối với tôi, chúng ta phải đối xử công bằng cho tất cả hội đoàn, đảng phái chính trị có lập trường chống cộng rõ ràng, không đi đêm với cộng sản. Chúng tôi đều welcome và hoan nghênh họ tới gia nhập. Cho nên nếu mà đối xử rất là công bằng cho tất cả đảng phái, cho nên không có favor ai hết, người nào tới trước thì được quyền trước, anh hiểu em. Dạ, cảm ơn bác sĩ cho Tom nói, cho Tom hỏi chính xác, cho Tom hỏi chi tiết hơn là như vậy. Bao nhiêu năm nay rồi, 30 tháng 4 tổ chức 2-3 chỗ là một. Có những người có thể
bỏ tiền ra ủng hộ cho cộng đồng để có tiếng nói trong cộng đồng. Giải quyết bằng cách nào? Có nhận tiền không? Người ta cho mình rất nhiều tiền. Không nhận cũng uổng. Làm sao mà làm què, làm sao mà làm việc được với những đảng phái mà họ sẽ tổ chức, thí dụ 30 tháng 4 riêng, cộng đồng tổ chức riêng, nó thấy hơi kỳ kỳ. Mời anh Steve Liu. Dạ, cái đó là một cái vấn nạn ở trong tập thể cộng đồng người Việt của chúng ta trong, có thể nói, thập niên vừa qua, là cái sự phân hóa có nhiều đảng phái. Nào, đa đảng, đa tư tưởng, cái đó là tốt trong một cái xã hội dân chủ. Bất đồng ý kiến, cái đó là chuyện thường. Ngay cả trong gia đình, vợ chồng còn bất đồng ý kiến, chứ nói chi một cái xã hội, một cái cộng đồng, những cái đó không có sao hết. Cái vấn đề đó là làm sao chúng ta có thể duy trì được một cái tinh thần của người Việt quốc gia trong một cái tập thể cộng đồng người Việt quốc gia tị nạn cộng sản. Cái tinh thần đó, đối với cá nhân mình, đối với các anh như Steven đó, anh có thể phát biểu ý kiến của anh và tôi có thể bất đồng ý kiến, không sao hết. Cái mà mình không chấp nhận là những cái hành động, hành vi và cử chỉ lại làm lợi cho những người đã hại đồng bào. Và vì cái lý do họ hại đồng bào, chúng ta ở bên nước Mỹ này, chúng ta cần phải cân nhắc rất là rõ ràng. Tư tưởng, phát biểu ý kiến không sao hết. Đừng có lấy cái tư tưởng và phát biểu ý kiến rồi biến nó thành cái hành động và cử chỉ. Mà những cái hành động và cử chỉ đó đó, nó đi ngược lại với cái tinh thần của người Việt hay là tập thể của người Việt quốc gia. Cái đó là cái mà mình không chấp nhận được. Và mình phải ngăn chặn những cái đó. Mình rất là vui vẻ. Đảng phái khi mà mình đắc cử vào cái hội đồng đại diện, mình sẽ mở ra cho tất cả mọi người đều được có một cái tiếng nói và được cái sinh hoạt, không sao hết. Và đúng như anh nói, mình sẽ cố gắng liên kết với lại tất cả những cái hội đoàn, những cái đảng phái khác để mà làm việc chung. Hy vọng là, bởi vì mình cũng muốn nói là mình với lại anh Kevin có hai cái tư tưởng khác nhau, nhưng mà hai đứa và anh Nguyên đều có một cái mục tiêu chung và mình muốn liên kết để mà xây dựng làm một cái tập thể cộng đồng. Nhưng mà khi mà nói về cái tư tưởng chính trị ở bản xứ thì anh Kevin với mình có thể khác nhau, anh Nguyên cũng có thể khác với mình, không sao hết. Cái đó mình rất là tôn trọng. Đừng có lấy cái đó đem vào cái cộng đồng rồi làm hư hại và không có xây dựng một cái tập thể cộng đồng. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì mà anh nói đó là nếu mà có một người nào họ tặng mình tiền, không lấy thì uổng thiệt. Mình hoàn toàn đồng ý với anh. Cái câu hỏi được đặt ra, cái đồng tiền đó có phải là đồng tiền của xương máu của đồng bào mình không? Nếu mà mình lấy cái đồng tiền đó, mà cái đồng tiền đó là cái đồng tiền máu của đồng bào mình, mình có lấy được không? Cái lương tâm và cái đạo đức của mình có cho phép mình làm cái này không? Chứ không phải là mình nói, ô 1.000 tôi không cần biết cái xuất xứ của nó từ đâu ra, 100.000 tôi không biết xuất xứ của từ đâu ra. Mình nên biết cái xuất xứ của nó từ đâu ra. Bởi vì vô hình chung, nếu mình không biết cái xuất xứ của nó từ đâu ra, cái đó đó là cái tiền máu mình đưa vào cái tay của mình cầm cái tiền máu của đồng bào mình ở Việt Nam, rồi mình lấy cái tiền đó, mình nói mình giúp để mình phát triển một cái tập thể cộng đồng người Việt phi cộng sản, thì có phải là đi ngược lại với cái tư tưởng và cái lập trường của mình không? Một cái điều mà mình muốn nước Việt Nam được tự do, không có bị nô lệ, không có bị cai trị với một cái nhà cầm quyền độc tài, độc đoán, đảng trị. Thì tại sao mình lại lấy cái tiền đó? Cái tiền đó là cái tiền máu của người dân mình. Rồi mình nói tôi không cần biết cái tiền đó ở đâu. Tiền là trên hết. Mình đồng ý với cái vấn đề là cái mạnh lực đồng tiền nó rất là mạnh. Nhưng mà mình phải có cái lập trường rõ ràng. Không phải là tự nhiên mình lấy cái gì lấy. Bởi vì cái tiền ai cũng muốn hết. Đây là những cái vấn đề mà mình nhớ có những cái câu ngụ ngôn mà nó nói áo rách phải cho lạnh. Và đó là những cái mà nó cho mình biết là nhiều khi đó cái đạo đức con người nó còn quan trọng hơn cái đồng tiền. Đây không phải là cái việc dễ dàng, mà mình đã biết trong thập niên vừa qua cái tập thể sinh hoạt cộng đồng nó đã bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi cái đồng tiền. Mà nhiều khi chính những cái người mà lấy cái tiền đó họ không phải là không biết,
họ nói tôi không muốn biết cái xuất xứ của cái đồng tiền này từ đâu ra, miễn là tiền được rồi. Đối với cái liên danh xây dựng, nếu mà người nào cho tiền mà nếu mà cái tiền đó mình không biết cái xuất xứ của nó, mình sẽ từ chối. Như bác sĩ Kevin có nói nãy là có những việc mà cộng đồng, đại diện cộng đồng bây giờ làm mà bác sĩ không bất đồng ý kiến với họ. Nếu khi thắng được kỳ bầu cử này sẽ có sự điều tra gì không, và nếu mà có điều tra nó có đưa tới hình sự không, hay là đóng sách lại bắt đầu mở ra trang mới? Thưa luật sư Thong và sư Quý Đồng Hương, cái vấn đề nếu mà liên danh xây dựng có thắng cử kỳ này, cái điều tiên quyết của liên danh xây dựng là minh bạch hóa vụ báo Hà Vi. Những kẻ mà làm sai trái theo luật pháp sẽ được luật pháp trừng trị theo đúng luật pháp, chứ không có bao che. Nếu mà còn dư tiền trong báo Hà Vi mà liên danh cứu chuyện qua liên danh mới, chúng tôi hứa với anh rằng tất cả những cái tiền đó sẽ được phát cho những đồng bào nào chưa được nhận là ưu tiên trước, sau đó rồi những người được nhận ít sẽ được nhận thêm. Rồi liên danh xây dựng sẽ try cố gắng lấy lại những đồng tiền những người nhận sai trái, họ không bị lục hay là nhận tiền một cách không đúng cách như là chùa chiền nhận tiền của báo mà không bị lục, thì liên danh xây dựng sẽ cố gắng đòi lại mà đưa những cái đồng tiền này về cho những nạn nhân báo lục. Còn ai làm sai trái thì cơ quan công quyền của nhà nước Mỹ sẽ điều tra, mà những người sai trái sẽ bị đối diện với pháp luật. Dạ, thưa anh. Dạ, cảm ơn. Dạ, để mình bổ túc cái ý đó nha. Cái bánh xe công lý hay là cái bánh xe pháp lý nó lăn, và nó lăn rất là chậm. Cái mục tiêu của liên danh xây dựng là không muốn đụng tới cái đó. Cái đó là cái mà mình kêu là không còn cái cách nào để mà giải quyết. Cái cách tốt hơn là mình nên ngồi lại giải quyết. Khi mà liên danh xây dựng đắc cử và mình vào, mình cam kết với tất cả đồng hương là nổi trong vòng 100 ngày đầu tiên, mình sẽ bạch hóa tất cả sổ sách và tài sản của cộng đồng cho tất cả người dân biết. Và nếu mà trong đó có những cái sơ suất, có những cái sai lầm của hội đồng đại diện trước, và mình tính cái con số tiền, cái mục tiêu của liên danh xây dựng là không phải là đi trừng phạt từng cá nhân người, mà làm sao lấy lại cái đồng tiền và trả lại cho tất cả những người nạn nhân. Có nhiều người họ nói tôi không hiểu tại sao để mình muốn nói cái sự đau khổ và chính cá nhân mình là một cái người ngày xưa đó mình đi vượt biên không cha mẹ, không có một đồng nào trong túi hết. Thì ba mẹ mình ở Việt Nam cố gắng kiếm chỗ này chỗ kia gửi một số tiền qua cho mình. Họ gửi gắm qua những cái người quen, những cái chỗ này chỗ kia ở những nước này nước kia. Cá nhân mình không có nhận được đồng nào hết. Cái đó nó đưa cho mình tới khi mình suy nghĩ tới cái vấn đề này. Tập thể cộng đồng của người Việt mình ở miền Nam Cali, ở Bắc Cali, vân vân và vân vân, họ gửi gắm cái số tiền qua cho chúng ta ở đây, không phải là cho mình, mà là họ gửi mình để mình đưa cho những người nạn nhân tị nạn. Mà cái khổ đó là có một số những người nạn nhân tị nạn không có nhận được cái đó. Và mình ở đây sẽ cố gắng làm lại cái đó, lấy lại cái tiền đó và hoàn trả lại cho nạn nhân. Cái đó là cái mục tiêu. Muốn làm cái đó, mình phải xây dựng một cái cộng đồng trên một cái nền tảng công lý và minh bạch. Muốn làm cái đó, mình phải tu sửa lại cái nội quy để mà chế tài cái người chủ tịch và chế tài cái hội đồng đại diện. Chứ không mấy là không ai chế tài được. Mình phải có những cái hệ thống kế hoạch làm việc cho nó rõ ràng, minh bạch, và có công thì thưởng, mà có tội thì phải chịu trách nhiệm. Những cái đó cần phải nằm ở trong cái nội quy để cho khuyến khích tất cả tập thể người Việt, những người trẻ, những người mà có một cái niềm tin hay có một cái lòng
muốn sinh hoạt giúp đỡ cộng đồng, họ có một cái mình kêu là một cái sườn, một cái framework mà họ nói cái này là tôi tin tưởng được và tôi sẽ vào, bởi vì nó có cái sự công lý và công bằng, ngoài ra nó cũng có cái sự trong sạch nữa. Nào khi mà nói cái chữ trong sạch đó, là mình muốn nói giống như một cái ly nước hay một cái ly nước mà nếu mà nó đục thì trong cái đục đó mình không thấy được những cái sai bởi vì nó đục. Nếu mình làm cái ly nước nó trong sạch đi thì đó khi mà nó có những cái điểm sai đó mình nhìn vô cái mình thấy nó liền, bởi vì nó trong, mình thấy những cái đó liền, mình thấy những cái cặn bã nó nằm ở trong cái trong thì mình vớt nó ra. Còn nếu mà bây giờ nó đục quá đi, mình không biết cái gì trong trọng, mà nhiều khi mình để cái tay vô những cái gì trong đó nó cắn mình luôn, nó có hại cho mình. Đây là những cái mà rất là căn bản chứ không có cái gì mới lạ hết. Những cái gì mình nói và những cái gì mình cam kết với lại đồng hương thật sự nó không phải là quá đáng. Trong 100 ngày đầu tiên mình cũng cam kết là phải tu sửa và tu chính lại, thứ nhất cái nội quy cho nó công bằng và cho nó dân chủ để cho tất cả đồng hương được sinh hoạt. Cái điểm thứ nhì là phải tu sửa lại cái hệ thống làm việc để cho đảng phái và đặc biệt nhất là cái vấn đề của những người họ muốn làm vấn đề an sinh phúc lợi cho người dân nó không có bị cái ảnh hưởng hay là cái sự đàn áp của cái vấn đề chính trị. Hai cái nó phải tách ra chứ để chung. Và có nhiều người họ nói tôi không thích làm chính trị mà quý vị lôi kéo tôi vào cái đó, tôi chỉ muốn phục vụ về vấn đề an sinh phúc lợi thôi. Thật ra mình phải làm cho nó rõ ràng để cho người nào thích về vấn đề phục vụ an sinh phúc lợi thì làm cái đó, người nào mà thích tham gia vào vấn đề chính trị thì vào cái đó. Hai cái nó không có đụng nhau. Đó là những cái hệ thống mà mình có thể làm được trong vòng 100 ngày đầu tiên. Đây là những cái rất là căn bản thôi. Nếu mà chúng ta không làm cái đó thì cái vấn đề của cộng đồng chúng ta nó càng ngày càng đi xuống. Một cái điểm nữa đó là mình phải hội nhập vô cái xã hội của người bản xứ. Chúng ta đóng tiền thuế rất là nhiều, lên cả 100 triệu một năm của người Việt, mà chúng ta không hội nhập vào và không yêu cầu họ giúp đỡ chúng ta. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn lại họ gõ cửa và giúp đỡ, mình lấy một cái ví dụ rất là điển hình nha. Tập thể cộng đồng người Việt của chúng ta ở đây rất là thành công, nhưng mà khi mà nhìn vô cái hội đồng đại diện hay là ban quản trị hay là hội đồng giám sát, mình đi xuống nhà gặp thị trưởng, gặp quận trưởng, gặp những người thượng nghị sĩ đồ, họ nói quý vị một cái tập thể rất là giỏi mà tại sao cái những cái người trong đây thì nó không có những cái mình kêu là uy tín hay tín nhiệm. Cái đó rất là quan trọng, anh Tom cũng biết. Mình lấy một cái cơ quan vô vụ lợi nào ở trên nước Mỹ này, họ có một cái ủy ban hay là hội đồng cố vấn, mà khi mình nhìn vô cái hội đồng cố vấn của những cái cơ quan vô vụ lợi đó toàn là cựu tổng thống, cựu phó tổng thống, cựu thượng nghị sĩ, những người rất là uy tín làm cố vấn, nó đem lại cái niềm tin cho chính quyền và cho những cái cơ quan khác, họ sẵn sàng làm việc với mình, bởi vì họ nói cái hội đoàn này, cái công ty vô vụ lợi này nó rất là uy tín và tín nhiệm. Cái hiện bây giờ chúng ta đang có một cái hội đồng đại diện mà chúng ta lại có những người cố vấn, mà người cố vấn đó về cái vấn đề tín nhiệm và uy tín hay là vấn đề khoa bản thì lại còn thấp hơn cái hội đồng đại diện. Mà thấp hơn như vậy thì cố vấn cái gì mình cũng không hiểu, cho nó đi ngược lại tất cả những cái nguyên tắc làm việc của một cái hội đoàn vô vụ lợi. Khi mà người ta nhìn vô một cái ban quản trị là những người khoa bản, những người có bằng cấp và đã thành công trong cái công ăn việc làm của họ, thì người ta nhìn cho nói mấy người này đi vào đây không phải là để cho cộng đồng phục vụ họ, mà họ vào đây thật sự là để phục vụ cộng đồng. Bởi vì họ đã có những cái sự thành công, họ vô đây để lấy cái gì nữa bây giờ, mới tạo một cái niềm tin cho tất cả mọi người trong tập thể người Việt mà luôn cả những người bản xứ, họ mới thích làm việc với mình. Và nếu mà mình làm những cái đó và khi mà cái liên danh xây dựng thắng cử, mình sẽ cố gắng thuyết phục và mời những người có tín nhiệm ở trong tập thể người Việt chúng ta, không phải là người Việt không mà luôn cả người Mỹ nữa, vào làm những cái người trong cái hội đồng cố vấn để mình lấy cái tiếng vang. Và mình sẽ đi gặp những cái người chính trị gia, mình nói chuyện với họ, thì những cái đó nó tạo cái niềm tin và người ta rất là vui vẻ làm việc với mình. Tại sao nên bỏ phiếu cho liên danh xây dựng? Dạ, cảm ơn anh Tom.
Trước nhất tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những quý đồng hương đang theo dõi chương trình hội thoại của chúng tôi trên đài SGN 51.3. Lý do mà quý vị cần phải đi bỏ phiếu trong ngày 24 tây tháng 11 năm nay, nếu quý vị cần biết, nói theo người Mỹ, Houston, we have problem, thì liên danh xây dựng chúng tôi chủ trương đầu tiên chúng tôi sẽ vì cộng đồng phục vụ cho cộng đồng, chứ không phải cộng đồng phục vụ cho anh em chúng tôi. Khi anh em chúng tôi trở thành một trong những người lãnh đạo của cộng đồng Việt Nam, thì chúng tôi sẽ minh bạch hóa vấn đề tài chính trong những năm qua. Chúng tôi sát cánh phục vụ những đồng hương nào bị khó khăn trong vấn đề thiên tai, yểm trợ tối đa cho những người đó. Nếu những người đó cảm thấy rằng mình đã bị bỏ quên, xin quý vị không phải lo. Khi một khi anh em xây dựng trở thành người trong cộng đồng thì sẽ cố gắng sửa đổi những cái vấn đề đó. Quan trọng nhất là vấn đề tạo niềm tin trong cộng đồng. Gần đây như quý vị theo dõi, trong cộng đồng có nhiều xáo trộn, có nhiều khuynh hướng khác nhau đưa tới vấn đề chia rẽ cộng đồng. Liên danh xây dựng sẽ quyết tâm liên kết lại những anh em đó, cho dù rằng họ bất đồng ý kiến, chúng tôi vẫn đón tiếp họ để mà nghe lại những cái ước nguyện của họ, và chúng tôi thấy nếu được chúng tôi sẽ thực hiện. Anh em quý vị cũng biết chúng ta ở nước Mỹ này rất lâu. Tất cả quý vị nào làm cho những hãng xưởng lớn đều biết rằng cái đồng lương của quý vị thỉnh thoảng quý vị sẽ cho vào những quỹ từ thiện của người Hoa Kỳ. Thì một trong những điều mà Liên danh xây dựng muốn là anh em chúng ta cần phải ngồi lại và chia sẻ cái sự đóng góp đó từ những cơ quan thiện nguyện của người Hoa Kỳ. Mình phải đòi hỏi những cái gì mình có trong đó. Tại vì nếu mình không đòi hỏi thì những người khác họ sẽ lấy. Như quý vị biết, những cái tổ chức như United Way, nếu quý vị làm cho IBM hay Chevron hay là những cái công ty lớn, thì những cái tiền đó sẽ vào cái quỹ từ thiện. Thì cái quỹ từ thiện đó họ sẽ cho người Do Thái, người Đài Loan, người Mỹ Tây Cơ, nhưng mà họ không có cho người Việt Nam mình, tại vì mình không có tiếng nói. Thì Liên danh xây dựng sẽ đứng ra tìm cách để mà giành lại cái quyền lợi đó. Ngoài ra, về vấn đề như mọi người đều biết là Cộng sản Việt Nam hiện nay đang cố gắng xâm nhập vào cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại rất là nhiều, bằng cách này hoặc cách khác, thì anh em xây dựng chúng tôi sẽ tìm mọi cách để trở thành một cái thành trì bảo vệ một cái quốc gia Việt Nam Cộng Hòa ở tại Houston này. Trong cái tinh thần đó, anh em chúng tôi trong Liên danh xây dựng sẽ tìm mọi cách để phát huy tinh thần người Việt quốc gia ở Houston. Chúng tôi muốn làm gương cho các em thấy tại sao ông cha của các em, cô dì, chú bác đang sống tị nạn tại Houston đã bỏ ra xương máu để mà ngăn ngừa làn sóng đỏ của Cộng sản xâm nhập vào cộng đồng Việt Nam. Các em phải hiểu tại sao nó là một cái vấn đề rất là khó xử cho các em. Tại vì các em nếu đi học ở trong những cái trường học thì khuynh hướng thiên tả là chuyện thường,
Cho nên cộng đồng sẽ tìm cách nói chuyện với những thế hệ trẻ sau này để họ hiểu thêm về cộng đồng Việt Nam tại Houston mà không có mặt của những người cộng sản. Dạ, đó là lý do tôi hy vọng rằng quý vị sẽ bỏ phiếu cho Liên Danh Xây Dựng ngày 24 Tây tháng 11, cũng là cái ngày mà quý vị sửa soạn đi mua turkey. Xin nhấn chút thì giờ và bỏ phiếu cho Liên Danh Xây Dựng. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, kính thưa quý đồng hương, quý khán giả của đài SGN, tôi yêu cầu và xin quý đồng hương hãy dành thì giờ quý báu của mình ngày 24 Tây tháng 11 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều, hãy đi bầu thật đông, hãy lên tiếng nói của mình bằng lá phiếu bầu cho Liên Danh Xây Dựng. Nếu Liên Danh Xây Dựng có chiến thắng, chúng tôi sẽ minh bạch hóa vụ báo Harvey. Chúng ta có thể có một cộng đồng minh bạch và trong sạch để lấy lại một niềm tin cho đồng hương và cộng đồng. Houston là một cộng đồng lớn thứ hai trên thế giới sau Nam Cali. Thì cộng đồng Houston bầu cho Liên Danh Xây Dựng thì cộng đồng Houston sẽ là một cộng đồng vững chắc, một thành trì vững chắc chống cộng và một hậu phương vững chắc cho phong trào đấu tranh dân chủ cho Việt Nam. Xin quý đồng hương hãy lên tiếng bằng lá phiếu của mình, đi bầu cho thật đông và bầu cho Liên Danh Xây Dựng. Xin cảm ơn quý đồng hương và xin cảm ơn luật sư Tom. Cảm ơn tất cả quý vị có mặt trong đài hôm nay. Cảm ơn Liên Danh Xây Dựng. Cảm ơn Tom.